Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng xanh, trong thời gian qua, ngành công thương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy việc chuyển đổi thay thế túi ni lông khó phân hủy thành các bao bì thân thiện, dễ phân hủy. Mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng xanh phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, tiêu dùng xanh được coi là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững. Cũng như nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam, tiêu dùng xanh đang dần trở thành một xu thế mới. Nhận thức của người tiêu dùng về tiêu dùng xanh, sản phẩm xanh đã dần được nâng cao, nhất là ở các đô thị lớn. Trong thực tiễn, khi kinh tế ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày càng tăng cao, thì nhu cầu được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn cũng tăng theo, nhất là đối với các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt hàng ngày. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương mới đây cho thấy, 80% người tiêu dùng ở thành thị sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch, sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Điều này cho thấy đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng về nhu cầu sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. Theo xu hướng tiêu dùng xanh, nhiều siêu thị lớn trên cả nước như Coop Mart, Lotte Mart, Big C, Go thời gian qua cũng đã chung tay nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa bằng cách sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường như túi vải PP không dệt, túi giấy, hộp giấy, túi cói dùng để gói hoặc đựng thực phẩm, đựng đồ cho khách hàng khi đi mua sắm. Như ở trong siêu thị này thì mọi người cũng đã bắt đầu đổi từ những bao bì ni lông sang những bao bì xanh thân thiện với môi trường, thì em nghĩ là chúng ta cũng có thể cắt giảm từ những cái nhỏ nhặt hàng ngày, ví dụ như là hộp đựng được nhiều lần, hoặc là thay cốc nhựa giấy bằng những cái bình thủy tinh hay bình inox cũng có thể tái sử dụng nhiều lần chẳng hạn. Hoặc là túi đựng rác, mình có thể thay bằng túi ni lông qua túi có thể phân hủy sinh học. Như chúng ta thấy thì rác thải là quá là tràn ngập rồi, thì bây giờ mình cùng chung tay cùng với cộng đồng, tất cả mọi người hãy có ý thức bảo vệ môi trường. Đấy cũng vì lợi ích của chúng ta, vì một hành tinh xanh thì chúng ta nên hạn chế dùng cái túi ni lông và dùng những túi giấy và những cái túi bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Cái túi ni lông này mình chỉ dùng được một lần thôi lại vứt đi. Đấy là cái sự cả lãng phí và ô nhiễm ạ. Còn những cái túi về thân thiện môi trường này hay là các cái túi giấy ấy, thì hoặc là các cái sản phẩm về thân thiện môi trường này thì mình có thể dùng được nhiều lần hơn và lại cái tính thẩm mỹ cũng cao hơn ạ. Có thể thấy, xu hướng tiêu dùng xanh đang phát triển nhanh trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Để góp phần phát triển kinh tế xanh và bền vững, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đầu tư cho dây chuyền thiết bị sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩm đảm bảo yếu tố xanh, xây dựng thương hiệu xanh gắn với phát triển bền vững bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Hiện nay thì việc sử dụng các cái bao bì xanh, bao bì thân thiện môi trường để thay thế cho các cái loại bao bì nhựa khó phân hủy và sử dụng một lần ấy thì cũng là cái xu hướng tiêu dùng chung trên toàn cầu. Các sản phẩm bao bì được làm từ nhựa PP thì có cái đáp ứng được đầy đủ các cái tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng và kỹ thuật, như là cái độ bền chắc và cứng vững giúp bảo quản tốt cái chất lượng sản phẩm. Về mẫu mã thì đa dạng và họa tiết thì in ấn thì sắc nét bền màu. Việc sử dụng đặc biệt là các cái loại bao bì nhựa PP thì có thể tái chế và tái sử dụng nhiều lần và có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên, không ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe người tiêu dùng và hệ sinh thái. Tiêu dùng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để hướng tới tiêu dùng xanh bền vững, cần có sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, cũng như những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, rất cần những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp của cơ quan chức năng, các địa phương trong việc khuyến khích mô hình sản xuất, tiêu dùng xanh để thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững và bảo vệ môi trường.